đang là loạn sáng. Trong khi ánh sáng một chiều thì nó sẽ có nhiều cái để khai thác, nhưng mà đây là cách vẽ của anh muốn khai thác. Nó không nhất thiết, bởi vì nếu như nó là mẫu nữ thì kể cả có hàn cơ lên thì anh cũng không vẽ. Vì mấy cái mà tròn tròn em không vẽ cơ thì em không biết là nên vẽ cái gì. Nhiều cái thể hiện chất. Anh Long béo mà em vẫn cho là 6 bụng. Long thấy em tốt không? Phần này thì anh hãy dùng cái cách của em, cái led của em. Thế là cái led là như nào ấy? Thế là anh muốn trong cái bài của mình các cái dạng led nó thay đổi, nó đa dạng led, thì cái led mà ở cái khu vực này thì anh dùng cái led của em được. Led nào cũng hay, led nào cũng đẹp, quan trọng mình đặt nó vào đâu thôi.
cái của em cần về cái phần chân dung này là tất nhiên mà để giống thì là tốt, nhưng mà cái giống đấy nó phải xếp sau cái khối đó, cho nên cái cách em nhìn nhận khối nó quan trọng hơn là giống. Để vẽ giống vào trong trường vẽ thoải mái, còn khi mà đi thi như này em phải thể hiện các cái khối này nó khỏe ra. Còn cái phần nữa là những cái phần khối ở trên khuôn mặt ấy, nó sẽ thay đổi nhiều hơn là những cái phần cờ ở dưới, cho nên là dùng các cái led nhỏ để làm cái phần chân dung này. Dừng lại nhá. Em nghỉ so tí ngồi anh thêm khoảng 10 phút.